Các doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi từ thông tư 06 như thế nào? Anh em đi đâu cũng nghe nói thông tư 06 hỗ trợ cho bất động sản, nhưng thực sự có hiểu nó tác động thế nào không? Thông tư 06 thực chất là bản sửa đổi bổ sung cho thông tư 39 liên quan đến các quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, và trong lần sửa đổi bổ sung gần nhất đã bổ sung thêm 4 khoản vào điều 8 liên quan đến các trường hợp không cho vay, gồm khoản 7, khoản 8, khoản 9 và khoản 10. Hiểu sơ qua về khoản 7 là không cho vay để gửi tiền, tránh tình trạng các tổ chức tín dụng như ngân hàng ăn chênh giữa các thị trường cho vay. Ví dụ, lãi suất cho vay liên ngân hàng qua đêm thời điểm hiện tại là 0,14%, thì họ mang dòng tiền này đi mở sổ tiết kiệm, ăn chênh chẳng hạn. Cái này thì vẫn áp dụng và không hoãn thi hành anh em nhé. Đối với khoản 8, quy định về góp vốn, chuyển nhượng cổ phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, nghĩa là các doanh nghiệp trước khi niêm yết vay tiền để mua cổ phần trong nội bộ, thổi phồng vốn hóa lên gấp nhiều lần sau đó mới niêm yết tạo ra giá trị ảo cho cổ phiếu. Việc hoãn thi hành khoản 8 sẽ phần nào nới lỏng hơn để các doanh nghiệp niêm yết dễ dàng hơn, huy động vốn dễ dàng hơn. Khoản 9, vay để bù đắp tài chính áp dụng với các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân để phục vụ cho các chi phí phải thanh toán của khách hàng. Ví dụ như các doanh nghiệp đang chờ phê duyệt hồ sơ cho vay chung và dài hạn đi, nhưng trước đó phải thanh toán các chi phí phát sinh xung quanh dự án chẳng hạn. Việc hoãn khoản 9 sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp dễ dàng hơn để triển khai các dự án. Khoản 10, vay để góp vốn thực hiện các dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm quyết định cho vay. Việc hoãn khoản 10 này sẽ là nút gỡ thắt rất lớn cho thị trường bất động sản khi có rất nhiều các dự án gặp khó khăn trong việc đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam. Việc cho vay để triển khai dự án sẽ gỡ khó cho phần lớn các tài sản được triển khai của các doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên, nó sẽ đi kèm với rủi ro tới từ việc các dự án chưa đủ bảo đảm tính pháp lý, điều kiện để triển khai, từ đó không bán được, doanh nghiệp không trả được nợ, trở thành nợ xấu. Nói chung, nhìn qua, nếu hoãn thi hành khoản 8, 9, 10 chắc chắn sẽ giúp cho các doanh nghiệp dễ thở hơn trong việc huy động vốn, nhưng đó là trong ngắn hạn. Khi các doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi rồi, chắc chắn việc áp dụng lại 3 điều khoản này là cần thiết để thị trường tín dụng trở nên minh bạch và ít rủi ro hơn. Chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé.